việc tổ trưởng tổ dân phố ở thành phố Hồ Chí Minh giấu gạo cứu trợ của dân. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với tin tức 24 giờ trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Mới đây, liên quan đến tin đồn tổ trưởng dân phố ở thành phố Hồ Chí Minh giấu gạo cứu trợ của dân, ngay lập tức chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng đã khẳng định không có việc tổ trưởng tổ dân phố giấu gạo cứu trợ của dân như clip đang lan truyền trên mạng. Nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook lan truyền clip với tiêu đề Dân không có gì mà ăn mà nhà nước cấp gạo thì tổ trưởng lại giấu mấy tấn gạo. Theo nội dung từ clip, nhóm người dẫn một cảnh sát đến căn nhà khóa cửa. Bên trong là nhiều bao gạo chất chồng lên nhau. Clip đã nhanh chóng gây được sự chú ý và thu hút nhiều bình luận trái chiều. Ông Trần Minh Hà, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết clip trên được quay tại nhà của một tổ trưởng tổ dân phố ở ấp 5 xã Bình Hưng, Tuy nhiên, sự việc trên chỉ là hiểu lầm, không đúng như nội dung trong clip. Theo ông Hà, ấp 5 có vận động mạnh thường quân trao tặng gạo để hỗ trợ cho người dân khó khăn trên địa bàn. Do văn phòng ấp xuống cấp, ẩm thấp không để được gạo, nên anh tổ trưởng đã cho mượn nhà để cất. Số gạo trên khoảng 2 tấn để dành cho ngày mai chuyển xuống trao tặng cho 300 công nhân bị vướng lại trong đợt dịch, ông Hà cho biết. Bên cạnh đó, ông Hà cũng nói thêm Chính quyền địa phương chăm lo hỗ trợ cho người dân khó khăn. Nhiều người xuất hiện trong clip đã được Ủy ban nhân dân xã trao tặng gạo và nhu yếu phẩm. Thưa quý vị, để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng. Hãy like, subscribe và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh YouTube báo sức khỏe và đời sống các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các tin tức tiếp theo.